Và sau đây mình sẽ xác xa từng ở kia. Xong xóa cùng xa chí thamay một kênh channel Forever Khmer. Nhưng được nông video này khi nhóm nâng bằng riêng nè từng ở kia ổng bì proyok lạc khăn mùi tiết cứ proyok lạc khăn for conditional đại chứ lạc khăn tìm mùi. Và chúng đôi chế conditional đá, đôi conditional trên trên thiết đá, chúng đồng bốn cứ dân trời sạc xa ổng bì a form robot zero conditional sense. So what is the form of zero conditional? Và chẳng nít cư chi tùm rộng tu tư robot conditional đài miền phần này head này condition là phần này result mà nít tùm rộng tu tư group lạc khăn tầng ọ hãy nít cư chi tùm rộng chạy lạ robot for conditional đài miền if bộc ao present simple chẳng lại mình present còn nhiều ấy hết cứ mình chỉ present simple làm đó rồi hai và chuyện bia mối và hai được hàng đá cho nhân từ lại đổi bia và hai phần này Paul và phần này là Paul này cứ dùng vào tầm rộng mối cứ future simple và hai đâm bay mình chạy ở đây chúng ta thật ta tụm rung này present simple chẳng mạch nữa này nó càng gồm này và để sạc xa từng ọc này à, mở tới chúng lo ọc đại bàn sạc xa bị môn máu chỉ mùi nâng tụm rung present simple chẳng này nhóm đạo màu thêm đó cứ miền if bộ ở subject nó if nó if the dial hay present simple tụm rung viết cứ subject bộ ở verb hay ní bộ ở chủ trạch ní và này thà cứ sẽ đầy bằng cục này bởi dụng chẳng dân bộ ấy bộ tới ở đây bởi dụng nâng cứ vì miền này sẽ đạp bàn và hai cái biết nơi cái biết đặt đài nhé, tụi này mình ai tụm lẽ cái biết chào bàn thế, bây giờ mình lẽ khăn được khẳng đào. Tụi mà tiết dùng bộ ở tụm rung future simple đại miền tụm rung bạn này. Future simple cứ miền tụm rung subject bộ ở will bộ ở verb và verb này cứ chỉ verb nãy khai cái thằng verb zero, nãy khai cái thằng verb one như thế bạn. Thay vì chỉ verb đài là chim sông mình chuyện thà vì chỉ infinitive without to lại nâng á. Đó là bởi vì sẽ quay như là thật infinitive without to và thật bộ ở kể giả sắp thật ở miền to để chứ thuộc là kể giả sắp cứ viết cho mọi chuyện mùi to đối chứ to go, to come, to have thì chúng ta có bản thái càng là dương miền auxiliary verb will ní dương miền will ní chứ kể giả sắp chùm nối bằng cao cao chú chờ hay chẳng dương ở trời cao prao to mọi chuyện mùi tề hay bộ ở cho tiết tờ bảo bộ ở ấy cho bộ tất là bởi vì nước miền này sẽ đáp bản và ní kêu chứ tùm rung robot for conditional và đại mean if bộ ở present simple bộ cái biết nâng future simple là ní còn tại bạch trạch này thế bà trong này mặc rõ ní còn tại bạch trạch này thế chẳng bây giờ đã phòng mà mốc if được cả đá hay lẽ khăn được hàng chồng chẳng vì ở mình cái biết thế bà và chẳng mấy đá nè thật ra dù đấy và tùm rộng nâng và ai thọt tốc rồi cả có trả tốc tới và hay vô lỗ ai cho xe ở thông thống hay bật nơi tạm trạng tiền đấy cái này là dương riêng cái này là dương xa trên chỗ dương bạch bằng tinh đấy còn là mưa khơi như hoàng ấy có chạm này toàn hành trang dương tơ mùi tiết cái ưu tiên hó đồng bày bình chạm bị tùm rung rồi bỏ for conditional bạn đi tìm mùi và if you don't hurry you will miss the bus. If you don't hurry, you will miss the bus. Person bà nè mình bà nhạp rù rùn tế bà nè nâng khó khăn chỉ làn khổng hài nè nâng khó làn khổng hài nè, nè cứ tùm rung present simple hay khá nè cứ future simple đại miền will bộ ở verb này bà o nè bà này thà bảo dưỡng đạp vì bà chạc này mà bà dưỡng đạp hòl mà một bình chẳng hạt tự chống dưỡng bà im nè gà đạo bà anh này đôi khi ta đã ở đây mà. Tiếp if you take this medicine, you will feel better. Là person bà nè nhằm bà nhằm thầm ní, nhằm ở sọt ní, nè nâng bàn thu sư bao chương môn. Và chứng bà sân chỉ miễn hạt cả lãng, Paul ai nâng cả lãng. Bà ai nâng cả lãng. Là nhằm nâng bà dô lần không được biết bà bà bà. Thật ra vì dạng mạch là việc hẹn đường Paul nó được nông zero conditional vì khó khăn là dạng mạch chỉ mùi nâng hẹn đường Paul được nông for conditional và thật ra vì khó khăn là dạng mạch chỉ mùi zero conditional
nhằm đồng bây giờ lúc bắt nước nông ở đặc biệt mấy cái bà bà thì bây if she doesn't go to university her parents won't be happy thì hôm nay khi mình đây thả bà sân bà niêng mình châu riêng sẽ có bà chí lại thế bụng lại bà niêng nâng mình sắp bài chặt lại chẳng cứ việc phơ bàn phơ tờ tam ban cổ rụp tờ tam sorry và cổ rụp tờ tam lẹ khăn hỏi cứ này càng lẹ khăn ní cứ prao chi tùm rung present simple hay present simple mẹ nó tùm rung sro với tùm rung ní a chi bà đi sai a chi dùm đuổi chẳng thật nè hay khang lạc tập hóa ní trời tại prao chi lẹ khăn nè future simple đài a chi bà đi sai trừ có a chi dùm đuổi bàn đuổi kìa nè và nick kêu chỉ cả lực mình trả bây giờ tại bên đó và ta dân tư rồi biết đọc ra tạm đón của mọi khách về you và use và it's used to talk about things or events which might happen in the future. Of course, we can't know what will happen in the future, but this describes possible things which could easily come true. Guitar, we và vì trở bàn cái prao chẳng to be bộ môi bộ sĩ nhưng mà trở bàn cái prao bây giờ passive nè và trở bàn cái prao nằm bên này dây ông bì rương ra rư có bật cá đã à nhìn mày nhìn à nhìn là khả nạ môi đá à cắt láng tay mình mở rồi phía rồi thì và à cắt láng được nóng bê là nạ cột nâng ca xa mà xa máy dương kết tục á thà vì nâng cắt láng được bê là nạ cột men hỏi mà of course chỉ cần biết dương mình à đằng và nào quay đà nâng cao lớn nơi không biết là có thể có phần tay vía và bỏ đơn nia ông bị rương rã đà nâng à cao miến nè đà là à khai chỉ cần biết bàn giang nghị sửa nơi biết là có nâng nè chẳng bàn này thà tạm đi dạ cả rịp rộp nâng cứ vì là tập hợp những việc ai đang khai chỉ cáp bật, ai đang khai chỉ cáp bật và hay bị chia bằng time thiết kế thành distraction và tụm rong đi và cứ sao mạnh, distraction tụm rong đi cứ sao mạnh và nếu bây giờ và when talking about possible plans, promises, warnings, threat or for persuading someone, we are predicting a likely result in the future if a condition is fulfilled. Thì ta tầm rộng này cứ xảm mạnh được về đại dịch dây ẩm bi cầm rộng cá, phèn cá đại ai tử rút. Dây ẩm bi cá sản giá này nè, dây ẩm bi bòm rám, dây ẩm bi cá cầm riêng cầm hành. Rư có xâm rắp cá bình chô cá luôn luôn nè nè nè. Thế, dương cầm bông tài, dương cầm bông tài xin sân mọt được có sman âm pi là tập hợp đại đại tụm non nâng cả lãng đại tụm non nâng cả lãng được về anh ạ cột person ba lẽ khăn trở bàn bằng quỳnh chẳng bàn này thà nơi khăn nông à phơ khăn đi xin nó nâng person ba lẽ khăn vì cả miến là tập hợp vì tụm non nâng cả lãng vì ai nâng cả lãng bằng tay mình mở rồi bị rối đối là zero khăn đi xin nó thế nè tụi bạn nhé chúng nhom sắp chụp bên đằng tới chỉ mỗi nâng ưu ti hoa nó mới bị chẹt mình lại sờ sờ trong khnhi theo vì dạng mạch mà ưu ti hoa và ti if I go to Phnom Penh next month I'll go shopping at Aeon Mall chứ nhưng mà mình chẹt thà ní cứ chỉ plan và chúng ta trong khnhi thôi biệt thiệp nè thứ đây đại chỉ là biệt này cả bà chỉ mỗi nâng ưu ti hoa là tao bị châu là on ưu thế họ nó việc thứ chỉ mới nâng ở vậy đã kia đi rập nơi không đặc biệt prà prà được ọt chẳng anh ấy bị cho tôi không đặc biệt prà prà mới đã chia này và xem là possible plan và xem là possible plan này nhé và person bác nhầm tập nằm bên là khải cao nhầm nâng từ tình yêu bạn nơi áp xa ion và này cứ chỉ cầm rong cả đã dương kết thúc nè đã dương đừng thua np đã này hai nè bạn cầu thủ nông bên này là cả lạng chẳng cần cầu thủ nông bên cả lạng chẳng việc à từ sau phía này anh cả lạng
Tiếp đi, if I have time, I will help you. Và này cứ chỉ là cái nào mũi đã chỉ sử dụng conditional mũi for conditional đã để dạy em pika sonja. Person bậc nhom miền bể nhom nâng chuỵ nè. Chắc này cứ chỉ cả sonja tục mũi. Nè. Chắc ta mới giải cái điều rồi này. Nè, person bậc nhom miền bể chắc. Paul này bị ai này cả là. Tại mình mà rồi bị rồi thế nè. So mình chuyển chẳng chỉ mới là first conditional vì mình mở rồi biết rồi đối zero conditional thế. Thì bây if you touch that wire you will get an electric shock và vì chỉ bấm ram thì là person và nè bạc sai phơi nước và nè nâng shock và nè nâng shock cái gì này mà này ta rồi và cái gì này shock và nè nâng shock hay nè chẳng vì chỉ bấm ram. Thì bốn if you eat my chocolate you'll sleep outside with the dogs, which you treat. The person bà nè nhằm sô cô la rồi bọc nhóm. Tôi nghĩ bị chà là nà mới thức bà thật ta. Vì chìa là chôl tự là cái nà mùi plan, promise, warning, threat or persuasion. Nhưng bị chà là nà tạm được máu. Person bà nè nhằm sô cô la rồi bọc nhóm nè nâng để nơi kháng khá rào kìa. Để nơi kháng khá rào chìa mùi nơi chìa ai ai. Và anh chẳng vì cứ chìa cả cùng riêng cùng hai mũi cùng riêng cùng hai cùng ở nhám sô cô la nè bỏ nhám này thở nâng tự để cho mũi cái chạm sau thuyền chú học chân thức ở mà chỗ đi và ta hiện tại thì pram if you take me to the mall I'll buy you an ice cream nè ní cứ chìa persuasion để thay person bà nè dọc chun khi nhóm mà như là dọc khi nhóm là chun khi nhóm tập xã khi nhóm nâng tỉnh ice cream ở nhà và những cái sắp đáp vô nâng tới mà dựng ra chỉ bị sạc mà dựng tới tôi không nghĩ ai sẽ đáp vô hai lần thái bị phiện mới thật ta bị trôi từ khả nông trong nội mùi nè và sân bà nè chung nhầm tớp xác ở khả nông tính ai khi mà nè chắc nhìn sẽ đáp tới việc cứ chỉ cả bên chỗ cứ chỉ cả luôn luôn mà cứ là ông lê thả persuasion này mà này cứ chỉ ưu tiêu hòa mình chạy bị chạy bên thái mà hai nơi khnông for conditional này phong đái dương ai pra một đôi verb sen tiệt nơi khnông nắng đầm bay đòi miền này mà đầm bay ấy đấy kiểu đòi miền này sen mình tay tiệt mà sen pi cả pra will chẳng riêng chuẩn nội will dương có ai pra một đôi verb sen tiệt bàn chẳng cái thằng normally will is used in the main clause là đủ bây giờ mà of first conditional sentences. However, we can also use the modal verb may, might, and could when something is a possible consequent and not a certain one in the future. Chẳng kể thà chỉ thua mà đã will trở bàn kịp ra nơi nông bởi dụng sống khăn. Bởi dụng sống khăn nâng cứ nơi nông này Paul, này result. Chẳng vì nó bảo được không phải là result này for conditional này bởi dục for conditional nè. Chẳng vì các bạn kia bảo được không phải là sống khăn này nụ bởi dục sống khăn này for conditional đã vì thật được không phải là result tôi chỉ rằng là cả đau dương có ai bảo một đồ verb đối chìa may may khút đã tăng ổn nâng à may may khút dùng bảo thật ai nè ai đừng cả là ai đừng cả miền được và nếu biết đài rương rã okay, nếu biết đại đường ra được away mới is possible miền mà miền phải bị bạ nó đại ai cận miền mà miền phải bị bạ mà vía đại ai cận miền nếu phải bị bạ giải mất nhưng mà mình chạy được không ưu tiên họ and how mình bắt cọt và vì ở miền chỉ đường bắt cọt mùi cả làng thì nó chỉ mùi nằng cả bà mê mai hay nằng khâu nằng cứ lại phải nằng cứ mình bắt cọt mình cả làng thì nơi không biết là nào cột bà in the future. Ta, nhưng tiếp tục cho mình ủ tiêu hỏi ngọt nghĩa. If you are nice to me, I may buy you a gift. Và chẳng vì con ta chỉ cả mình châu lấy mối đề cập bần tay. Cả nà dừng bà mê, bà này thà cứ rưỡng nâng cứ mình ai nâng cao thế. Cái đã thà not a certain one. Vì mình chụp ba thế, mình chụp ba thà nâng cao lang thế. Nhưng cái đà person bà nè lọ đạc nhóm. If you are nice to me, person bà nè lọ cho mùi khá nhóm, rồi lọ đạc nhóm nâng. Và khá nhóm ai nâng tình ở nè nơi cả đồ mùi. Nhưng chắc nè, à, man clone nè,
áp dụng là tập hợp này về mình bắt gặp tha nâng cao lãng thế nè bởi vì việc copy cả Prawil Prawil cứ ai trả thì rồi thì cả ai được cả lãng nó cứ trả bây giờ tôi lại một Prawil máy chúng các con tay này dây chào thế nè và dây luồng lồm chào thế nè TP if they train a little harder they might win the match person bảo phụ kê prang hạt chini mình tích person bảo phụ kê prang vật hạt chini mình tích phụ kê ai nơi chini ạ bảo cốt nè hình chẳng nè à ca này dây đã bảo máy hay viên lên cứ việc không nè chẳng chẳng là tập hòa này gà sừng khâm chini nâng cứ vía sừng thả ọt miên thả hỏi nè tại bởi dương bảo viên cứ vì ai nhận thử rồi là they will win the match chẳng á chúng ta bây giờ cả bỏ niên ní chẳng này ní vì ai nhận cả làm này là tập hòa nó vì ai nhận cả làm thứ bảy if he doesn't do his homework his work he could get fires chúng ta person bảo quạt mình thưa ca nghe là bảo quạt đấy quạt ai nâng trời mình đánh chân nhá nè bà chẳng hạn này ní đôi nhầm phạm tổ đại đã chẳng cứ việc ai nâng cả miền đấy đòi xa tạm phật tới quạt nâng cứ chỉ mình được đại tại tại thưa ca nghe là bảo quạt hài nè tại cứ bà sân ở dương pra khút pra mê pra mai ní cứ cầm rất này cả cả là nâng cư vía vì tách bà này thà Paul đã nâng cả là ní cư viên nâng tách nó vì mình cầm rất mùi tách chiên will đại will cứ ai nâng cả là bàn trả ơn nâng cả là trả ơn bà mày đấy là sẵn sàng tổng ní hà đô chì hiền quen tại cháu chì mùi nâng phở conditional ok chẳng ai chờ một bệnh tật tới và mình đã sẵn sàng tổ nghề chồng vô chồng chết hay sắp mơ một đoàn hai đoàn tiết tới và đâm bị bàn dồn và dồn hai ok rồi và nâng bà chẳng mùi nâng sẽ đâu đi phơi cái nó cực nhiều miền tập năng sống một con trang trong rạp ca tổ sản bỏ mình đã sẵn sàng tổ nghề bà sống một con bà hai cái sống chuẩn bị lìa bà.